đây là bộ phim được dựa trên câu chuyện có thật. Vào tối thứ 6 ngày 4 tháng 4 năm 2003, Aaron sau khi tan làm về đến nhà thì vội vã thu dọn hành lý của mình. Thức ăn, trang bị và nước uống là những thứ bắt buộc phải mang theo khi đi du lịch, anh còn tùy ý cầm thêm vài món đồ khác bỏ vào trong ba lô. Em gái để lại lời nhắn cho anh với hy vọng anh có thể gọi điện thoại về cho mẹ. Aaron đi vội nên anh cũng không để ý mấy chuyện đó cho lắm, thậm chí đến điện thoại anh cũng bỏ quên ở nhà. Xuyên qua thành phố ồn ào náo nhiệt, vài tiếng sau anh đến được vùng ngoại ô. Trên đường đi Aaron vô cùng vui vẻ và hào hứng. Khi đến nơi cắm trại anh ở yên trong xe ngủ một giấc đến sáng. Sáng thứ bảy, mặt trời dần lên cao, bầu trời trong xanh. Aaron cưỡi xe đạp địa hình chạy như bay trên hoang mạc. Anh rất thích những môn thể thao có cảm giác mạnh và thích được hòa mình vào thiên nhiên. Điểm đến lần này của anh là thác Blue Zone. Theo như bản đồ thì anh phải mất 4 tiếng để đến được đó, nhưng anh muốn thử xem anh phải mất ít nhất bao lâu để đến nơi. Do anh chạy xe quá nhanh nên vô tình bị ngã lộn nhào xuống sườn dốc, Aaron nằm trên đất tìm máy ảnh rồi giơ lên làm một tấm. Sau một hồi điên cuồng đạp xe thì anh đến được bên cạnh vách núi, anh khóa xe vào một gốc cây khô sau đó bò lên trên núi. Anh đứng trên đỉnh núi hít thở không khí trong lành. Bầu trời xanh trong vắt với những cục bông gòn đang bay lơ lửng, kết hợp với núi đồi màu vàng khiến cho khung cảnh càng thêm tươi đẹp. Aaron chìm đắm trong cảnh đẹp, trong lòng anh dường như cũng trút bỏ được hết những muộn phiền. Đi thêm vài phút nữa thì Aaron gặp được hai cô gái đang bị lạc đường. Anh rất dành đường đi lối lại ở nơi này, vậy nên anh đã chủ động làm hướng dẫn viên cho hai cô gái. Aaron vui vẻ hoạt bát lại nói chuyện rất hòa đồng, hai cô gái do dự một hồi cuối cùng cũng đồng ý. Aaron nói anh biết một đoạn đường rất đỉnh muốn đưa hai cô đến đó mở mang tầm mắt, chỉ có điều đường đi hơi dốc lại chật hẹp. Hai cô gái không hề ngần ngại cùng anh đến đó, nhưng đi được một lúc hai cô gái bắt đầu cảm thấy hối hận, thế này mà gọi là có chút dốc. Các cô gái lo sợ nhỡ tảng đá ở bên trên động đậy thì sao? Aaron nói tất cả mọi thứ trên đời này lúc nào cũng di chuyển hết. Nói xong anh liền buông tay rơi thẳng xuống khe núi. Hai cô gái thấy vậy hoảng sợ liên tục gọi tên anh. Hóa ra phía dưới là một hang động, ẩn sâu dưới vách đá là một hồ nước xanh ngát. Sau đó Aaron dùng tiếng hát để đáp lại hai cô gái, nghe xong bọn họ nhịn không được bật cười thành tiếng. Được Aaron nhiệt tình cổ vũ, hai cô gái cũng lấy hết can đảm buông tay rơi xuống dưới. Hồ nước xanh thẳm dưới khe núi thần bí nhưng vô cùng dụ hoặc, bọt nước thỏa thích bắn lên cao. Sau đó bọn họ không ngừng bò lên trên, rồi lại nhảy xuống cùng nhau chơi đùa vô cùng vui vẻ. Trước khi tạm biệt họ còn chụp chung một tấm hình làm kỷ niệm. Các cô thấy Aaron vô cùng đáng yêu còn mời anh đến tham gia bữa tiệc tối mai, còn nói cho Aaron biết địa chỉ nơi diễn ra bữa tiệc. Aaron vui vẻ vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt hai người. Hai cô gái nhìn bóng lưng anh khuất xa dần cảm thấy vô cùng lưu luyến, cả hai cô đều rất thích anh. Còn Aaron anh tiếp tục lên đường, liên tục đi xuyên qua những vách đá và khe núi. Khi anh đi đến một sườn núi, anh bám vào một hòn đá định dùng nó làm điểm tựa để leo lên. Kết quả hòn đá bị rơi ra, anh cùng hòn đá rơi xuống hẻm núi. Tiếng la hét thảm thiết vang lên, một hồi lâu sau Aaron mới hoàn hồn. Nhưng anh phát hiện ra cánh tay phải của mình bị kẹt cứng giữa hòn đá và vách núi. Trên đầu anh bầu trời vẫn trong xanh như thế. Anh cố hết sức kéo tay ra nhưng vẫn không được. Anh vừa dùng vai vừa đẩy, dùng hết sức mình để đẩy cục đá ra. Nhưng dù cố gắng thế nào thì hòn đá vẫn nằm yên không động đậy. Lúc này anh cảm thấy cổ họng khô rát, anh cầm bình lên một mạch uống hết nửa bình nước. Aaron cố hết sức gọi tên của hai cô gái khi nãy, nhưng ở nơi này đúng là gọi trời trời không đáp, gọi đất đất chẳng thưa. Nơi này rộng lớn hoang vắng dân cư lại thưa thớt, hơn nữa anh còn bị kẹt trong hẻm núi. Anh giống như một hạt bụi được giấu trong khe nứt của trái đất, nhỏ bé và khó thấy. Sau khi bình tĩnh lại, Aaron bắt đầu tìm cách tự cứu mình, lục lọi đồ vật ở trong túi. Anh bắt đầu dùng con dao nhỏ mang bên mình để thử tìm điểm tựa đẩy cục đá ra, nhưng hòn đá đó quá cứng, đào nửa ngày nó vẫn không chịu động đậy. Aaron đào đến mức tê cả tay, lúc này anh không cẩn thận làm rớt luôn con dao xuống đất. Nếu dùng tay chắc chắn không thể nhặt được nó, nghĩ một hồi anh quyết định dùng chân kẹp lấy cái que. Loay hoay một hồi khiến chân xém nữa bị chuột rút, cuối cùng anh cũng nhặt được con dao. Cầm được con dao anh vui vẻ cười lớn, để tránh con dao lại bị rơi anh dùng dây thừng buộc dao vào eo rồi tiếp tục đào. Đến 12 giờ trưa, Aaron đã tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng hòn đá vẫn không có dấu hiệu bị lung lay. Lúc này anh mới nhận ra được tầm quan trọng của nước, nên anh cũng không dám uống nhiều nữa. Sau nhiều lần thử cuối cùng anh cũng móc được dây thừng vào hòn đá, đầu dây thừng còn lại buộc chặt vào người anh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi thức giấc anh lại tiếp tục đào đá. Một con quạ bay ngang qua đầu anh muốn chào nó một tiếng, nhưng nó chẳng thèm để tâm đến anh mà cứ thế bay đi mất. Lúc này ánh nắng chiếu vào trong vách núi, ánh nắng dần dần di chuyển đến chỗ Aaron. Anh giơ tay ra sờ vào ánh mặt trời cảm nhận sự ấm áp và sự hy vọng mà nó mang lại, giống như hồi nhỏ anh và bố cùng nhau ngồi trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc. Đến 3 giờ chiều, Aaron dùng máy ảnh quay lại một đoạn video, anh giới thiệu hoàn cảnh hiện tại của mình và tên bố mẹ anh. Anh đã bị kẹt ở đây 24 tiếng đồng hồ rồi, do máu ở tay anh không thể tuần hoàn, nên rất có thể cánh tay này của anh sẽ bị chết. Bây giờ lượng nước và thức ăn anh mang theo cũng không còn nhiều nữa. Aaron cảm thấy chắc chắn mình sẽ chết ở đây, anh hy vọng người nhặt được chiếc máy ảnh này hãy thông báo cho bố mẹ anh biết. Đúng vào lúc này một ít đất rơi từ trên xuống, Aaron tưởng rằng có người đi ngang qua, khát vọng sống trong anh lập tức bùng cháy. Anh dùng hết sức mình để kêu cứu nhưng vẫn không có ai đáp lại. Nhìn thấy hình ảnh bản thân mình kêu cứu được máy ảnh ghi lại, Aaron hết lần này đến lần khác cổ vũ bản thân không được bỏ cuộc. Buổi tối anh ăn từng chút lương khô một, trong đầu tưởng tượng đến những lon bia ướp đá trong buổi tiệc.
nước trong bình không còn nhiều nữa, anh bắt buộc phải dùng tiết kiệm và có kế hoạch. Cứ như vậy Aaron trải qua một đêm chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Thứ hai, anh dùng dây thừng leo núi để làm một cái dòng dọc, anh định dùng sức nặng của bản thân để bẩy cục đá đáng chết đó ra, nhưng cố gắng nửa ngày vẫn không có ích gì. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của các loại nước ép ngọt ngào và mát lạnh. Mặc dù môi bắt đầu bị chóc ra, nhưng Aaron chỉ có thể uống từng ngụm nước nhỏ để đỡ khát. Anh bắt đầu hứng nước tiểu của mình đề phòng phải dùng tới. Sau này anh mới nhận ra cánh tay anh đang chịu mọi sức nặng của hòn đá. Anh càng tìm cách để bẩy đá ra thì cánh tay anh càng bị kẹt chặt hơn. Vậy nên anh chuẩn bị tinh thần chặt đứt tay để thoát chết, giống như thằn lằn mỗi lần gặp nguy hiểm sẽ tự cắt đứt đuôi vậy. Aaron buộc chặt dây vào bắp tay để cầm máu. Nhưng lúc này con dao của anh đã mòn đến mức chỉ đủ để tay anh chảy ra mà thôi. Anh tự cười nhạo rằng nhất định đừng mua công cụ leo núi rẻ tiền. Aaron nhớ lại lúc cả nhà ở bên nhau, bố mẹ ngồi nói chuyện, em gái Thanh Lịch ngồi đàn piano, còn anh cầm máy quay ghi lại thời khắc tươi đẹp ấy. Trong lúc mơ màng, anh lại nhớ đến lúc vui chơi hết mình với bạn bè, nhớ lại thời khắc lãng mạn ngọt ngào với bạn gái. Đột nhiên một tiếng sét vang trời kéo anh quay lại với hiện thực. Sau đó mây đen ùn ùn kéo đến, trời đổ mưa như chút nước, nước từ trên đổ xuống như một trận đại hồng thủy, chẳng mấy chốc đã ngập cả vách núi, nước ngập đến cổ Aaron. Vào lúc anh sắp bị chết đuối, thì hòn đá do lực đẩy của nước dần dần bị bung ra, cuối cùng Aaron cũng lấy được tay ra và bò lên trên đỉnh núi. Anh lái xe chạy như bay về nhà. Nhưng khi cửa nhà anh mở ra thì bạn gái nhìn anh với vẻ mặt hững hờ. Hóa ra tất cả chỉ là ảo giác của Aaron, lúc này anh đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Thứ ba, ánh mặt trời khiến nơi đây nhuộm một màu vàng vừa quỷ dị lại hùng vĩ. Sau khi nghỉ ngơi một đêm thì tinh thần của Aaron bình phục trở lại, anh nhìn vào máy ảnh một mình tự nói tự hát. Anh rất hối hận vì tối thứ sáu đó không nghe điện thoại của mẹ, nếu như mẹ biết anh đi đâu chắc chắn anh sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng bây giờ chẳng ai biết anh đang ở đâu, đúng là một bi kịch. Tiếp sau đó anh uống nốt ngụm nước cuối cùng. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn anh chỉ có đường chết. Aaron dùng dao đâm thật mạnh vào cánh tay khiến máu đỏ tuôn ra, anh chần chừ một lúc lâu cuối cùng vẫn không thể xuống tay. Thứ tư đến, lúc này Aaron đã bị kẹt ở đây 3 ngày rưỡi, nước và thức ăn đã hết sạch. Không còn cách nào khác anh chỉ đành uống nước tiểu của mình, mặc dù mùi vị của nó không thể nào chấp nhận nổi, nhưng vì sống sót thì không còn sự lựa chọn nào khác. Thời gian dần trôi, đầu óc của anh ngày càng mơ màng, ảo giác xuất hiện nhiều hơn. Những con ruồi ngửi thấy mùi thối rữa bắt đầu kéo nhau đến bu đầy người anh. Anh nhớ lại ngày anh và bạn gái chia tay, anh đưa tay ra muốn níu kéo cô. Anh còn nhìn thấy người thân bạn bè ngồi trước mặt anh với biểu cảm vô cùng nặng nề. Aaron không thể nào tiếp tục đàn piano với em gái nữa, anh cũng không còn cơ hội tham gia đám cưới của bạn gái. Sinh mạng của anh giống như một cục pin chỉ còn lại chút điện cuối cùng. Mà hòn đá đáng chết ấy giống như định mệnh ông trời sắp đặt cho anh. Từ khi nó là một mảnh thiên thạch đến nay nó vẫn đợi anh và chờ anh đến đây. Cả đời của Aaron giống như là sinh ra vì nó và cũng vì nó mà ra đi. Lý trí của anh đã bị phá hủy hoàn toàn, anh khắc lên vách đá tên và ngày tháng trên mộ mình. Aaron nằm trên mặt đất chờ thần chết đến, kiến bắt đầu cắn khắp người anh. Đột nhiên trước mặt anh lóe sáng, một cậu bé ngồi trên ghế sofa. Aaron đang chơi đùa cùng cậu bé, dường như anh đang nhìn thấy những chương kế tiếp của cuộc đời mình, lấy vợ sinh con hưởng thụ niềm vui tuổi già. Mắt anh rưng rưng lệ, ý chí chiến đấu với thần chết một lần nữa lại cháy lên, cuộc đời anh không thể kết thúc như thế được. Hòn đá này đã khiến anh bị kẹt ở đây 127 tiếng đồng hồ, nó như chiến trường nơi anh phải chiến đấu vì tính mạng của chính mình. Anh biết nếu muốn tiếp tục sống chỉ có một cách duy nhất là chặt đứt cánh tay. Một tiếng đứt gãy vang lên, anh dùng sức bẻ gãy xương cánh tay mình, sau đó anh phải dùng dao để cứa đứt thịt và gân của mình. Nỗi đau thấu xương khiến anh không ngừng hét lớn, nhưng anh vẫn cắn chặt răng không bỏ cuộc, mồ hôi và máu trộn lẫn vào nhau không ngừng chảy xuống đất. Đến cuối cùng anh dùng hết sức để rứt đứt cánh tay. Lúc này cơ thể và cánh tay anh đã tách rời nhau, anh ngơ ngác đứng yên một hồi lâu cuối cùng mới khôi phục ý thức. Aaron băng bó vết thương, anh cầm lấy máy ảnh chụp lại chiến trường đẫm máu chặt tay cứu mạng của mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn nơi này, nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn rồi rời đi. Sau khi đi ra khỏi vách núi, nhìn ánh mặt trời ấm áp chói lóa đã lâu không gặp, Aaron vui vẻ nhảy lên giống như anh chưa từng trải qua lần gặp nạn vừa rồi. Anh nhìn thấy dưới chân núi có một vũng nước, lúc này anh phải bổ sung nước gấp, may mà trên vách núi có dây thừng mà người đi trước để lại. Anh chậm chậm tụt xuống dưới chân núi chúi đầu vào trong vũng nước, hưởng thụ sự thoải mái mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Sau đó anh lấy đầy một chai nước rồi tiếp tục lên đường. Suốt một chặng đường dài trèo đèo lội suối, cuối cùng thể lực của anh cạn kiệt, anh bị ngã rồi lại tiếp tục gắng gượng bò dậy. Cuối cùng, anh mơ hồ nhìn thấy đằng xa có bóng dáng của một gia đình ba người đang đi đến. Lần này anh không nằm mơ cũng không phải là ảo giác, anh dùng nốt chút sức lực cuối cùng của mình để hô cứu. Những người đó nhìn thấy Aaron thì vội vã liên lạc với đội cứu hộ. Khi máy bay cứu hộ đến thì Aaron biết mình đã thành công rồi, sau đó Aaron được chữa trị và dần khỏe mạnh trở lại. 3 năm sau anh gặp được vợ mình còn có cả một cậu nhóc đáng yêu. Anh vẫn yêu thích vận động, đam mê được hòa mình với thiên nhiên, nhưng lần nào anh cũng để lại lời nhắn nói rõ rằng anh sẽ đi đâu. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là 127 giờ sinh tử. Câu hỏi của bộ phim, các bạn có thích phiêu lưu mạo hiểm không? Nếu có thì bấm phím 1, nếu không thì bấm phím 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.